yếu. Cái xuôi nó đến, đó. Đó, đây lên. Ở đó nó dốc là nó tầm bậy rồi. Dương giữ người chấp lực là tầm bậy rồi. Ờ. Cấm liền chứ. Cấm liền gì sao? Mấy ở đâu nó tới đâu? Không cảm đi. Công an đã mời nghe, để nhờ để Tiến Hải đang giúp rồi sao giờ nghe. Đưa lại công an phường. Tấm, tấm. Nghe bây giờ anh hỏi em nè. Rồi được rồi. Anh hỏi em chứ em là làm sao mà bạn Hải bị nhốt thì bạn Hải hay gặp ở chung hay sao? Nó lớn lên. Nó tầm ở nhau à. Mới gọi với nhau rồi sao? Rồi bả kiểu tiện chơi gì ba trên mạng đó, ba cái rồi bỏ chuyển tiền nhà hết đi rồi cái thằng kia mới kêu nó chuyển nữa nó hết tiền rồi mới nhờ cái ông này chuyển qua đi rồi họ chuyển là trả rồi chuyển qua cái nó mất tiêu luôn trả rồi như đó rồi nó giữ tới giờ luôn nó giữ tới giờ nó nhốt thì sao dạ nó nhốt không nó phá lại tới giờ mới đập cửa ra đi chuyển mấy ngày nay ai đập cửa ra em lấy nó là vô chợ em xỉu rồi lấy đồ cầm búa cầm nó lấy máy vô cắt lâu lấy búa cầm ra chở rồi bây giờ nó phá cửa nhốt vậy hả nhốt này nhốt đây là ngày mà 1/2 đến nay là ngày mấy rồi nhưng mà anh nè anh đập cửa chơi bệnh viện sao quẹo về đâu giờ ở trong đó nữa nó đứng ngồi giữ luôn hả nói chuyện qua đi nó nhốt nữa hả nó đã ở năm bữa nhốt và nằm bệnh viện năm bữa nó theo dõi nó coi à. nó coi nó giữ rồi đó canh bao nó canh rồi bây giờ nó nhỏ và hết bệnh đưa về nhà bây giờ cái thằng đó ở gần đó chúng trọ nó gần đó nhà nó luôn hả anh dân đi ở đây luôn hả nó là gốc ở Thanh Hóa anh quá mà nhà ở đây nó vô để ở lâu chưa bây giờ nó như nó có phá hoài không đâu giờ nó phát lên chưa dạ, nó phát lên rồi được rồi bây giờ anh cái đó là anh chứng kiến hết đúng không anh làm việc được anh làm chứng được đúng không sáng nào đem coi cho nó ăn chưa phải nhốt về làm gì có tiền để trả vậy nó nhốt kêu ra ngoài cái nợ đi hai chồng làm 3-4 tháng rồi đó trả đủ nợ rồi cái đó là giờ nhốt người chắc nó nhốt đi mục đích của nó nhốt đi làm gì ở là sao nó nhốt nó trả tiền nó thả người là chấp lực rồi rồi ngon nó ý là nói là em nói sao nên do lý do nó nhốt sao nhốt nó chỉ nó thả ra em báo công an chưa? Hổ thì có trình với hội nghĩa này rồi mà nó vợ nó lấy gì chơi. Trình ngoài hội nghĩa là sao? Trình nói vợ vậy nó nói cái này nó không ca nó không sửa được nó nói sửa gì sửa mà nó này nó nói. Nhưng mà anh trình bày anh trình có rõ ràng không? Có làm đơn không? Không có làm đơn. Bây giờ à? Bị đánh trước là mà hai bữa sau rồi nói rồi. Có gì nói về vụ bà xã gì đó là giải quyết sao nói này nó không giải quyết được. Cái này là rất là chấp nhận rồi. Nhưng mà nhốt người vậy là bậy rồi đó. Bậy rồi. Bậy rồi. Rồi tí nữa anh em sẽ liên hệ với cấp cao cao quá không để giúp em hiểu không? Rồi. Rồi sẽ giúp điện hộ cho chị Trương Hải là sẽ giúp hết. Giúp hết mình. Không, ha. Không, 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 không. Ở đây là cứu. Tại mấy bữa nay anh ở Campuchia cứu người Campuchia giờ phải về đây. Nhốt nhỏ bệnh, nó bệnh luôn hả? Nó xỉu hổm lần rồi. Rồi bữa đó anh làm công cơ nó chi hoài nó không có xỉu lần nữa, nó chở được chuyện á. Vâng. Nó xỉu lần mua thuốc cho nó uống, nó bệnh lại nó khỏe. Rồi anh sẽ hứa cho cứu mấy em ha. Cứu cho người yêu về, hay là người yêu có đây vợ. Nè, bây giờ nè, mình á, có nghĩa là bây giờ nè, anh nói nghe nè. Cái giờ hiện tại là cái câu chuyện của anh nói, thì tụi này nó ghi nhận ghi hình rồi. À, anh hiểu không? Cái sự việc của anh, mấy anh em sẽ đưa lên. Ai có đồng ý không? Đưa lên mạng để cho cục. À, có đồng ý không?
cái đó cái nhất cái hai vậy nè, thì á là sự việc là như thế này, thì cái ly khi mà công an đem ra phải khai sự thật, nói sự thật để cho người ta biết, chứ không phải là ra nó nói một hai câu rồi mà mình nói kiểu khác là không được, hiểu không? Không phải cái vụ bắt người nè, để bắt người chống lực nè, nhốt người như nhốt sao sao mình ra mình phải nói rõ ràng. Kêu gãy Zalo đi, kêu gãy Zalo, kêu gãy. Kêu gãy gãy. Gửi cho nè, em gửi ba cái clip mà nó chốt em á. Gửi qua cho anh liền. Hàng cửa đó. Gửi cho anh liền. Rồi là cái clip mà em nó trống nó nhốt em á, nó phá cửa em á, có clip không? Có không? Ờ gửi qua đi, gửi qua cho anh liền. Gửi qua làm bằng chứng. Rồi là làm chứng rồi gửi qua liền đi. Anh giúp em hay giúp hết mình dân thân yêu. Mình muốn làm kiếm tiền trả nợ đúng không? Chứ mà vậy là không được. Rồi hai để biết không, anh em làm vậy hỏi cho kỹ rõ ràng, hiểu không? Hỏi cho rõ ràng kỹ đàng hoàng, anh mình phải nói sự thật, đúng không? Mà mình làm cái gì cũng vậy, mình phải công khai lên cho bà con là cảnh giác, anh hiểu không? Nên là anh em làm. Trời đi cảnh thôi, vừa cảnh vừa giác nữa. Nó phải rõ ràng, đúng không? Bây giờ ngồi chiếu đi, rồi anh em sẽ liên hệ rồi xong rồi giúp anh ha. Thì tính ra nè mới bao nhiêu tháng này, bao nhiêu ngày? Tôi lớn lên. Tháng 2 rồi trong đó tới giờ nó là nhưng mà gì nè. Cái cái chỗ mà chỗ đó là bà ở nhà trọ đó luôn hay sao? Bên kia mà sao đâu qua tới bên đây? Chuyển ngay chỗ đó luôn hả? À cái là nó là người chuyển tiền hả? Rồi mình nhốt về lỗi tối cúng gió hay gì rồi sao? Rồi tối anh có về nhà ngủ không hay là ở đó? Rồi anh đi bệnh viện sao đem thì được nhốt sao đem? Đào đập cửa hả? Đập cửa nó xỉu. Alo, anh mất công việc, đừng có điện nữa nghe. Anh kêu em không được thì anh đi công việc rồi. Đập cửa đúng không? Nó lấy máy vô cắt, nó lấy lâu quá, nó lấy con búa nó đập ra cho người, kêu lấy chìa khóa mở ra nó, nó phá rồi, nó phá rồi. À. Nó đập cái đó ra, nó lấy con chìa khóa rồi, nó mở rồi, nó đi ra chở đi. À, chở đi bệnh viện, chở bệnh viện này là nó có lên trảnh không? Này nó mở trảnh, còn đi luôn. Ở canh luôn hả? Nhưng mà cái lợi mà chuyển tiền sao mà để cho mắc luôn là sao? Nhưng mà mình phải có tiền mặt đưa người ta mới chuyển được chứ. Chuyển cho ai? Chuyển miệng. Trên mạng hả? Chuyển cho nó là mắc luôn phải không? Còn luôn rồi lại trong máy. Rồi hiểu rồi, nói chung mà cũng bị lừa đúng không? Cũng bị lừa thôi. Nhưng mà cái anh này như vậy báo công an phường đồ lại có bữa chứ anh không báo đem nhốt luôn. Rồi, bữa nhận tiền rồi báo công an phường lại luôn. Em kêu điện công an lên đi giải quyết chứ cũng đứng đây hoài cũng làm được gì chứ á. Ừ, sao coi nó sao? Rồi điện lại cái nó mới chở vợ đi lên trên phường á. Chở đã rồi cái lên cái kêu lấy giấy tờ giấy căn cước rồi nó lấy rồi đã lại lên này, rồi nó kêu này đi lên nhà đi thương lượng nhau á thì được thì ấy gọn được thì muốn giữ trả thì giữ đừng có thương tích gì này kia cái nọ thì rồi, giữ là bậy giữ người thì bậy rồi. Nó phường nói vậy là bậy rồi. Rồi thằng này giờ nói là chắc chưa? Anh có nghe càng đó nói hay là
hàng chủ nó nói đúng không, chứ không phải là công an hành ta không có nói gì hết không. Ờ vậy là chứ nó làm về bậy á nha. Rồi rồi nó không lại, nó nói nó gửi giấy lên tòa, tôi nói dặn gửi giấy lên tòa đi, đi tòa tôi trả thôi chứ không nói gì đâu mà giữ hoài vậy là sao người ta chịu nổi. Gửi lên tòa đi, tòa xử sao thì xử người ta muốn tới giờ. Rồi giờ cái lời nói của anh có sự thật không, đúng không, chính xác không? Đúng, em là... có sai gì sao? Có sai anh chịu trách nhiệm sao? Không có để được sai cho nó nói gì thì mình nói là vậy thôi. À, có gì anh chịu trách nhiệm nha. Nó nói là công an đi giữ người, đi giữ, nói vậy thôi. Nó nói vậy đúng không? Vâng, rồi, đúng rồi. Nó nói vậy đúng không? Rồi. Thì giờ tụi này cũng ghi hình ra nè. Để cái đó là bằng chứng nha, cái đó là vu khống người ta là không được nha. Rồi giờ anh ngồi uống nước đi ha, xíu nữa anh em tính toán bằng kế hoạch đàng hoàng. Còn một số anh em nữa, với lại mình phải báo cho chỗ cơ quan chính quyền tao biết trước rồi mình mới như thế nào mình phối hợp mình đó mình vô phải không, chứ không có tự động được. Nè bây giờ nè anh Hải nè, em là sao với con bé bị nhốt, hai đứa cặp ở phải không, nói chung là về cầu cứu anh với người vợ tương lai của em, cầu cứu anh thì anh từ ở nhà anh qua đây ha. Anh qua đây thì nói chung là anh sẽ giúp ha. Anh giúp ai mà người dân nào cứu cho cứu giúp là nó nhốt từ ngày mấy thôi, okay. Từ ngày mấy ngày năm tháng 2 đến đây là ngày 21 tháng 3 và nay tháng mấy, 2 tháng rồi. Chịu khác ở không? Lý do sao mà nó nhốt? Nói kệ nó rõ 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 sao? Lý do sao nhốt? Nói là chính xác. Nó chuyển tiền, rồi xong qua tiền nói rồi đó. Rồi nó nhốt, nó là trả tiền đó. Kêu này trả tiền với hả? Bây giờ nói đó lại đi. Lý do sao nhốt? Là chuyển nó chơi, nó mua cái gì đồ mỹ phẩm gì trên mạng đó. Rồi nó chuyển tiền nhà hết đâu 90 triệu gì đó. Rồi nó mới kêu chủ chuyển tiền này nè, chuyển qua trang tiền kia cho nó, cho thằng kia, còn mình chuyển mình trả. Chuyển qua kia đâu 41 triệu, 100 ngàn tiền. Chuyển tiền đó là 41 triệu 100. Rồi đã rồi kia nó chuyển nữa, rồi đâu có tiền nó trả, rồi này nó chuyển tiền. Rồi chuyển qua kia nó kêu luôn. Rồi nó thiếu tiền lại này nè, bà xã nó thiếu tiền lại này, nó giữ lại. Chứ có nữa đó, chuyển tiền đó. Rồi giữ sao? Rồi giữ, nó nhốt trong... chợ đó, rồi nó phá cửa lại, nó phá cửa ngoài lại, nó không đi vô, cho nên có mình nó ở trong. Tôi ra đội cùng ngày em gửi giữ cơm mấy lần cho nó. Sáng. Bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu mấy? Ngày 5 tháng 2 tới giờ tới bữa nay là 24 tháng 3 rồi. 24 tháng 3 là 24. Tháng mấy rồi? Chuyện này là có tên mà có đặt. Bây giờ nè, nói nghe nè. Đọc họ tên địa chỉ vợ anh cho rõ ràng à. Vợ họ tên gì? Nó tên Ngô Quỳnh Xuyên, sinh năm 1989. Quê quán ở đâu? Mày là về chồng tương lai phải không? Giờ ở nhà đang đứng rồi anh em xin hãy ai nói là cũng giúp hết ha, cứu hết. Nó vợ em bệnh á, rồi đi bệnh viện á, rồi nó giữ cũng đi theo giữ tò mới vừa vô khám giấc sáng rồi giấc chiều nó hỏi bác sĩ cho về rồi. Rồi bác sĩ không cho về, nó bệnh mà về cái gì mà về. Chừng nào hết bệnh mới về chứ, rồi nó theo giữ đêm nó ngày nó cũng ở đó, còn đêm nó cũng ở đó nó giữ đó, rồi mới về cũng qua cái đợt cũng chở về đây, nó chở về phòng nó nữa. Rồi chở về đây qua nay cái nó phá cửa em lên thì nó mở cửa, nó kêu em lên tối lên vô lại ngủ với nó đi. Rồi cái em vô nó phá cửa ở ngoài nó đi, nó phá cửa ở ngoài nó trời em có làm gì đâu mà cũng vô đây phá nó. Phá cửa bỏ mình trống. Rồi cái em kêu mở cho em ra là em đi. Trước đó. Trước đó là sao? Trước khi mà nằm bệnh viện là bao nhiêu lâu? Nằm bệnh viện là mới nằm có
có cửa đâu 4-5 ngày gì đó, 4-5 ngày vậy, 4-5 ngày đó rồi về xuất viện về rồi mới xuất viện qua nè, về rồi giờ nhốt lại vậy đó. Kêu nó xin năn nỉ nó giờ anh làm nãy giấy nợ cho em đi rồi ra hai chồng nó mới mặn trả được. Kêu xuống đây nhốt người còn người đi mặn trả nữa, người mà không đủ tiền ăn tiền trọ nó sao trả được trả. Nó hai động bao nhiêu lâu rồi? Mới tổng cộng hồi bị nhốt bây giờ hả? Là tháng mấy gần 2 tháng rồi. Tháng mấy rồi 2 tháng rồi thì hồi ngày 5 tháng 2 tới giờ đó. Tới bữa nay là 21 rồi. 21 tháng 3. Có đánh đập hay là hăm dọa vô? Không đánh đập thì nó không có đánh đập, không có hăm dọa gì chứ. Không có hăm, không có đánh đập. Nhu cầu là gì? Thì em yêu cầu thì mấy anh giúp mình cứu giải cứu cho nó ra về đi làm. Cái thằng nhốt có nhu cầu trợ anh là gì? Yêu cầu nó là phải trả tiền cho nó mới thả, trả tiền đủ cho nó mới thả. Ăn đủ rồi hả? Mà nhốt riết vậy không? Nhốt riết vậy đó. Anh nói giờ anh nhốt vô hoài tiền đâu trả anh, nhốt hoài cũng chịu hoài chứ tiền đâu trả anh đâu. Bây giờ là mình chờ quen phường lên ha. Rồi rồi. Anh em sẽ giúp anh nè. Rồi rồi. Có quen phường người ta làm chứng như thế nào đó ha. Chứ để anh em mình vô đó làm gì cho đúng nha. Rồi rồi. Bây giờ tôi em phường lại nha bà con. Bây giờ con. Nhốt cả tháng mấy này? Hả? Nhốt cả tháng mấy này? Nhốt tháng mấy? Thế này. Biết vô đâu? Nhốt mười mấy, mấy bà biết được không? Nhốt đây là cặp bậy không? Tôi qua nãy ra dịch. Nhốt là tháng mấy này à? Hay ha, ở đây đồ hay ha. Kiểm tra. Kiểm tra. Tháng mấy nè rồi? Vô con. Vô tháng mấy là bậy rồi, thấy không? Ừ. Nè, nói như là đó, mình có nãy có báo chí lại rồi. Còn. Nha, thấy không? Làm cái tấn chứ không? Báo chí lại trước rồi, nha. Nha. Tại sao kêu nước ngoài nó tự sẽ vô lại? Ờ. Chứ là báo chí nó vô rồi, trước rồi. Anh hiểu không? Em nói xếp em vậy. Ờ. Còn anh thì anh biết rồi. Ờ. Nói vậy làm kỹ không? Để... làm kỹ luôn hết rồi. Để, cái đó là nhốt cặp bậy rồi, hiểu không? Thiếu kỳ người ta cò nhau. Giữ người là chấp lực, chấp lực rồi. Nói chiếc em vậy. Anh thì ở đây rồi. Mấy bạn đây biết, mấy bạn nhà trọ biết hay không? Nhốt tháng mấy rồi hay không? Nói chứ tụi anh làm mình phải thương dân chứ. Làm không có phải làm đúng chứ không có mà che giấu ai hết. Ta đi làm là ca trả, thấy không? Cái nợ ta đang làm công ty mà nhốt giờ ta mắc việc công ty luôn. Nói chung là mình làm phải làm cho ấy cho thằng quèn không? Mình phải thương dân, giúp dân là phải thương dân. Ví dụ em là bảo vệ phố, em hiểu không? Mình phải hiểu vấn đề, mình phải thương dân. Người ta cho công nhân thì người ta lỡ dạy thì thằng tháng ta trả nhiêu vậy á, thấy không?
ta giấu tầm một tháng mấy ngày rồi. Cái vụ ở bên nước ngoài đó anh cứu được chưa? Rồi cứu hết. Cứu hết, phải cứu. Cho cả làm bà trả thấy nhiêu mà không? Mà em nói anh nghe nè, mà các em vừa quê sau này cái đứa kia nó hỏi nó như sao? Nó quậy cho từ trước, nó chuyển tiền mà nó ra nó chuyển nó không trả cho người ta. Hai mươi mấy năm nó cũng bậy rồi. Đúng rồi, thấy đúng đúng rồi. Nói đúng đi. Quên nó cũng bị lừa, nó đâu bị lừa. Ông hiệp sĩ ông nói đúng không? Đi biệt rồi. Nó hiền lắm, dễ thương lắm. Mà tôi không hiểu cái lý do gì mà. Thì bây giờ giữ cái ước dân ta ghi cờ giấy ở nợ một tháng người ta trả nhiêu như vậy á. Không nèo hả? Đây ông nèo ở đây nữa giờ mà sao cũng chở rồi ta. Mà tôi không hiểu. Khi mà mình chuyển tiền là tiếm tiền rồi mấy chị. Không hiểu. Cái xu nó đến. Đó hay vậy. Đây cũng lên. Ở đó nó dốc là nó cầm bậy rồi. Dư giữ người chấp lực là cầm bậy rồi. Cấm liền chứ. Cấm liền gì sao? Mấy ở đâu? Nó bấy đâu? Không cảm đi. Là công an đã mời nghe, để nhờ để phiếu hải đã giúp rồi, sao giờ nhờ đưa công an phường cấm liền về cấm rồi, cái này đúng tội rồi, được đưa về công an phường, cái này là giữ người chấp lực rồi. Bây giờ em đi ra, cũng như bây giờ này ông này cũng vô tội, con nhỏ kia là đúng là lừa gạt phải không? Không phải lừa gạt, phải nó bị lừa, nó bị lừa, nó bị lừa. Rồi. Thôi giờ anh đi cảm ơn anh về. Cảm ơn bà con nha, về.